phụ huynh, các đồng chí, các bé yêu quý. Thực hiện kế hoạch số 16 ngày 13/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hưng về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non. Kế hoạch số 26 ngày 3/11/2023 về việc tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng cấp học mầm non năm học 2023-2024. Hôm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hưng tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng cấp học mầm non năm học 2023-2024 với chủ đề xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm. Tại hội thi, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Huyền, Giáo dục tiểu học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, cùng các đồng chí chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Xin nhiệt liệt chào mừng. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Cường, huyện ủy viên, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban tổ chức hội thi. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đồng chí phóng viên báo đài của huyện đã về dự và đưa tin các hoạt động của hội thi. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương xã Đông Dân xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Khổng Văn Hữu, thường vụ Đảng ủy, bí thư Đảng bộ xã Đông Dân. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí cán bộ quản lý, đại diện giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi các cơ sở giáo dục mầm non, đại diện ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Xuân, các thầy cô giáo trung tâm ngoại ngữ AII, trung tâm ngoại ngữ Minh Thu, các bậc phụ huynh có trẻ tham dự hội thi của các cơ sở giáo dục mầm non trong huyện đã về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt, một thành phần không thể thiếu của hội thi ngày hôm nay là sự tham gia của 110 trẻ học sinh lớp mẫu giáo 5-6 tuổi ở 44 trường mầm non công lập và 4 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã về dự tham dự đông đủ. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh, các đồng chí và các con đã về dự hội nghị hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, các đồng chí, các bé yêu quý. Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu là phần khai mạc hội thi. Phần thứ ba là tặng hoa chúc mừng hội thi. Phần thứ tư là tổ chức các phần thi và phần thưởng và bế mạc hội thi. Làm theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Thị Kim Quy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phó trưởng ban tổ chức hội thi lên phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Kính thưa đồng chí Trần Đức Cường, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, trưởng ban tổ chức hội thi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục tiểu học mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, thưa các cháu học sinh yêu quý. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, thực hiện kế hoạch số 16 ngày 13/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023-2024 với chủ đề xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng đã ban hành kế hoạch số 26 ngày 3/11/2023 về tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng cấp học mầm non năm học 2023-2024. Ngoài trong không khí thi đua sôi nổi cả nước chào mừng ngày đất nước hoàn toàn thống nhất 30/4, ngày quốc tế lao động mùng 1/5 và kỷ niệm 7 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lịch sử, trong thời gian vừa qua, các cơ sở giáo dục mầm non trong huyện đã tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng từ các trường tiến tới hội thi cấp huyện. Từ ngày 1/3 đến ngày 5/4/2024, hội thi đã diễn ra tại 48 cơ sở giáo dục mầm non trong huyện với tinh thần hăng hái của đội ngũ cán bộ giáo viên, của các cháu học sinh các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi và sự quan tâm cổ vũ nhiệt tình của các
toàn huyện đã có 3.272 học sinh với 5-6 tuổi tham dự. Hội thi là sân chơi tích cực, bổ giúp trẻ thể hiện khả năng nhận thức, hiểu biết của bản thân về những nội dung đã được học trong chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Hội thi tạo cơ hội cho trẻ được giao lưu, học hỏi, có hiểu biết thêm về những kiến thức và các lĩnh vực giáo dục, về chương trình tôi yêu Việt Nam và các kỹ năng sống cơ bản, giúp trẻ thể hiện sự tự tin, mạnh dạn, sự tích cực, chủ động, sáng tạo của bản thân. Nét nổi bật của hội thi hôm nay là các thí sinh trong bộ trang phục cử nhân với bộ thẻ số, các bé chủ động phán đoán, lựa chọn, đưa ra các định đáp án của mình cho mỗi câu hỏi trong các bài thi. Hội thi còn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ, hiệu quả của giáo dục mầm non, về công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện tốt cho trẻ 5-6 tuổi được chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1. Thông qua hội thi, đội ngũ cán bộ giáo viên trong mỗi cơ sở giáo dục mầm non có điều kiện giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giáo dục. Qua hội thi các trường, các học đã tuyển chọn được 116 học sinh tiêu biểu xuất sắc để tham dự hội thi các huyện. Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt của ban tổ chức, hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2024, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng long trọng tổ chức hội thi tôn vinh bảng cấp học mầm non năm học 2023-2024. Hội thi được đón đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo sinh viên phòng chuyên môn của sở, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy chính quyền địa phương đã đồng tâm về việc chỉ đạo tổng viên. Về dự hội thi có các đồng chí lãnh đạo sinh viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đồng chí cán bộ phóng viên và trưởng ban chủ nhiệm huyện ở huyện và đưa tin các bậc phụ huynh, đông đảo các thầy giáo cô giáo đến từ các cơ sở giáo dục mầm non tại huyện, ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở Tân Xuân, các thầy cô đại diện các trường tiểu học trung học cơ sở trong huyện và các tiểu ban. Đặc biệt trong buổi thi hôm nay có đông đủ 110 có học sinh mẫu giáo 5-6 tuổi cùng các bậc phụ huynh đến từ các cơ sở giáo dục mầm non trong huyện về tham dự hội thi. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt huyết của các vị đại biểu khách quý, của các bậc phụ huynh cùng các thầy giáo cô giáo và các đồng chí. Kính chúc các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các bé luôn vui vẻ, tự tin, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, chúng đưa vào trẻ hội thi. Trong hội thi du chương vàng hôm nay, các vị đại biểu quý, các bậc phụ huynh, thầy giáo, cô giáo sẽ được chứng kiến các cháu học sinh trả lời các câu hỏi, tìm hiểu về kiến thức của năm lĩnh vực giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non và chương trình tôi yêu Việt Nam mà các cháu đã được học dưới mái trường mầm non. Để hội thi được diễn ra thành công tốt đẹp, tôi mong rằng các cháu hãy bình tĩnh, tự tin, tập trung cao để hoàn thành tốt để một lần nữa tiếp tục khẳng định chất lượng trong kết quả giáo dục trẻ của các cơ sở giáo dục cũng như toàn cấp học. Đề nghị các đồng chí trung ban giám khảo, ban thư ký làm việc công tâm, khách quan, chính xác. Mong các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo cô giáo và các học sinh có mặt trong buổi thi hôm nay hãy tham gia cổ vũ, động viên, hỗ trợ các mình cho các cháu. Hãy để hội thi du chương vàng hôm nay thực sự là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa, đồng thời để lại những kỷ niệm ấn tượng tốt đẹp trong lòng các bé, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và quý vị đại biểu. Với ý nghĩa và những nội dung trên, thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc cuộc thi du chương vàng